Rồi, hi, xin chào bạn, mình là Tròn ha. Clip các bạn đang xem đó là 20 em cá coi cọp Hiếu Suri tuyển chọn size 15-17cm. Mình đang tuyển lựa và bắt đầu đóng cá để gửi cho một anh ở Hà Nội ha các bạn. Rất là cảm ơn anh Trương ở Hà Nội đã ủng hộ bên mình những 20 em cá coi cọp này. Thì đối với dòng cá coi cọp này thì sẽ là 7 tờ vé số cho một em với kích thước 15 cm. Khi các bạn lựa chọn 5 em thì sẽ được tặng thêm một em ha. Thì tổng trong cái thao này sẽ là 25 em. Sẵn clip này mình trả lời câu hỏi của một bạn hỏi mình là cá bên mình có gửi đi Hà Nội hay không ha. Thì đây là cái thau cá mình sẽ gửi đi Hà Nội và phương thức vận chuyển sẽ là bằng máy bay. 5 tiếng là các bạn có thể nhận được cá ở sân bay Nội Bài rồi, hoặc là có dịch vụ giao tận nhà cho các bạn luôn nếu như các bạn ở xa sân bay và không có thời gian để đi ra sân bay nhận ha. Cá bên mình sẽ được đóng bao rất là kỹ lưỡng, ép hết toàn bộ không khí và sau đó sẽ bơm toàn bộ khí oxy vào trong cái bao cá này và đóng vào trong thùng xốp, vận chuyển ra sân bay. Và từ sân bay sẽ bay ra Hà Nội trong vòng tầm cỡ khoảng 3 đến 4 tiếng. Thì tầm cỡ khoảng 5 tiếng là các bạn ở Hà Nội có thể nhận được cá rồi ha. Cho nên cá đi ra ngoài Hà Nội và các tỉnh miền Bắc rất là nhanh gọn lẹ. Nhận cá trong ngày chỉ từ 5 cho đến khoảng 8 tiếng đồng hồ thôi. Rồi, thì lễ Tết sắp tới rồi. Bên mình về rất là nhiều các dòng cá để phục vụ cho dịp lễ. Và rất là có nhiều những cái khuyến mãi đặc biệt ha. Bạn nào yêu thích cái dòng cá bên mình thì cứ liên hệ theo cái số ở trên cái avatar của mình đang có ha. Cá bên mình giao tất cả các tỉnh thành ở đâu mình cũng có thể gửi cá cho các bạn được hết. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo vào ngày mai. Xin cảm ơn.